Hello Hello xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay ngày hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi à, và hôm nay đó chúng ta cũng có một số những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn thật ra đó phần lớn những thông tin mà thường sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay là đương nhiên sẽ có một cái phần ảnh hưởng liên quan tới crypto nhưng mà thật ra đó khi mà chúng ta nhìn tổng quát đó thì phần lớn những thông tin này đúng là nó có một cái sự ảnh hưởng trong thời gian ngắn hạn nhưng mà dài hạn thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tuyến đường của của crypto các bạn và nhất là chúng ta nói tới BTC, cho nên những thông tin này đó chúng ta cũng thấy được là cũng có một cái à, sự gì đó gây cho chúng ta một cái phân tâm mà thôi. Nhưng mà thuận cũng sẽ chia sẻ và nhất là từ năm 2020 tới bây giờ đó, riêng bản thân của thuận thì à, thuận cảm thấy được là cái sự hứng thú liên quan đến tiền tài liên quan tới lạm phát, liên quan tới đầu tư liên quan tới tài chính đã, đã tăng lên rất là nhiều rồi. Có thể là tại vì à, thuận tiếp xúc với các bạn trên mạng xã hội nhiều, à, cho nên à, thuận nghĩ như vậy nhưng mà thật ra đó thuận nói chuyện như người bình thường hầu như bây giờ ai cũng hiểu lạm phát như thế nào tiền từ đâu mà có hầu như là nhận thức liên quan đến tiền bạc là gì đã tăng lên rất là nhiều rồi và một phần có thể là người dân ở trên thế giới đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ cái đợt in tiền khi mà có đại dịch và đó là một cái sự ảnh hưởng đến rất là nhanh chóng luôn giống như chúng ta đều biết là lạm phát đã có và liên tục có nhưng mà các bạn thấy được là phần lớn đó, người ta cũng à, nghĩ thoáng qua mà thôi chứ không ai quan tâm nhiều cho đến thời điểm ngay bây giờ tại vì thằng cảm thấy được là thời điểm ngay bây giờ tình hình kinh tế nó đã chậm lại rồi và chúng ta lại thấy được là vật giá đó thì vẫn đang ở mức cao và rất là rõ ràng là khi mà giá tăng rồi đó thì sẽ không có đi ngược trở xuống các bạn nếu như mà chúng ta muốn giá được cho xuống chúng ta phải đi vào tình trạng là giảm phát và điều đó không xảy ra tất cả những ngân hàng trung ương điều nói đến việc là họ muốn đẩy lùi lạm phát và thôi, coi như là họ muốn cái phần trăm lạm phát đó tăng trưởng chậm lại và các bạn nên hiểu đó cái cách đo lường của phần trăm lạm phát là thường họ đo lường giá cả hàng hóa bây giờ so với cái năm một năm. Nếu như mà chúng ta thấy là giá cả hàng hóa vẫn ở mức cao bây giờ so với năm ngoái mà chúng ta thấy giá giữ mức này, cho đến năm sau đó thì chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát lại trả về cái con số coi như là được quản lý nhưng mà trên thực tế đó cái giá bán hàng đó đã tăng rồi và không có đi ngược cho xuống các bạn cho nên thường à, trọng thấy được là đó cũng là một trong những lý do tại sao mà rất nhiều người quan tâm đến những cái sự kiện như là ngân hàng sụp đổ liên quan đến tiền bạc và đó cũng là cái đề tài chính thuận muốn chia sẻ trong video này đầu tiên hết thuận muốn dành thời gian để mà nhìn chung thị trường thì các bạn được là hôm nay chúng ta lại tiếp tục có thêm màu xanh xuất hiện trong thị chứng khoán chúng ta được cả ba chỉ số, Dow Jones tăng 0.43%, S&P 500 đã tăng 0.57 và Nasdaq có nhiều công ty công nghệ trong đó đã tăng 0.73% các bạn. Pre-market thì hiện bây giờ chúng ta cũng có một cái đợt xanh nhẹ. Đương nhiên ngày mai đó sáng sớm là chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến chỉ số PCE các bạn. Và chỉ số PCE là cái chỉ số phần trăm lạm phát mà Fed sử dụng thì nếu như chúng ta thấy được những gì đã xảy ra trước đây đó thì khả năng là PCE cũng sẽ như CPI có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục thấy giảm CPI đã như mong muốn tháng này thì PC có như mong muốn hay không ngày mai chúng ta sẽ biết được còn về hợp đồng dầu đó bây giờ mức là 74 đô các bạn hôm nay thì tăng nhẹ một chút à, và còn về hợp đồng vàng đó thì các bạn thấy chúng ta đã rất là gần 2.000 đô rồi bây giờ là 1999.9 các bạn chúng ta một lần nữa đã thấy vàng đã tiến tới gần 2.000 đô và còn về BTC sao các bạn Bitcoin thì cũng như vậy mà thôi các bạn thấy được cũng rất là tốt chúng ta thấy được là giá bây giờ thì so với hôm qua cũng không khác biệt nhiều ở mức là hơn 28.000 đô à, và chúng ta có thể refresh con gecko thì các bạn sẽ thấy được là vốn hóa ngày hôm nay so với hôm qua đó thì khác nhau là 0.1% nói chung cũng không có nhiều cái sự thay đổi ở trên khuôn thì họ để là Bitcoin giảm 3% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà những người nào theo dõi con đã biết rồi thật ra hôm qua chỉ có một thời gian ngắn là BTC lên được tới mức là 29.190 rồi sau đó chúng ta đã có một cái thanh màu đỏ kế tiếp chúng ta đã thấy được là giá của BTC lại đi xuống tới cái mức thấp nhất gần đây là 27.600 trước khi mà họ phục trở lên ở mức là 28.187 thì nếu như mà so với lại cái mức của ngày hôm qua đó ở lúc mà 29.000 đô thì các bạn hiểu là giá của BTC hôm nay xuống khoảng 3% nhưng mà trên thực tế đó chúng ta chỉ có một thời gian ngắn ở mức đó mà thôi cho nên trên trang bản giá của BTC cũng cỡ đó. Ethereum thì cũng như vậy các bạn, khoảng 1.800 đô, những năm lớn đó thì hôm nay cũng là một màu đỏ nhưng mà không phải là đỏ nhiều lắm, chỉ là đỏ một ít mà thôi và nếu như chúng ta nói tới những tin tức lớn đó thì đầu tiên hết các bạn nên biết là chúng ta sắp sửa có hợp đồng đáo hạn và sẽ đáo hạn vào 3 giờ chiều ngày hôm nay khi các bạn xem video đó có thể là đã đáo hạn rồi và ở cali đó sẽ là một giờ sáng ngày thứ sáu các bạn có nghĩa là chúng ta hiện bây giờ là còn khoảng vài tiếng nữa bạn thấy được là hiện giờ trong video là khoảng 8 giờ tối giờ Cali thì chúng ta còn khoảng chừng 5 tiếng nữa là sẽ có hợp đồng đáo hạn và đợt này cũng lớn đó các bạn chúng ta có 141.000 BTC sẽ đáo hạn giá trị là khoảng 3.8 tỷ đô la Ethereum là khoảng 3 tỷ và cái giá max hang đó cái mức giá này là cái mức giá mà nhiều hợp đồng sẽ lỗ nhất là 24.000 đô so với lại 1.600 đô cho Ethereum thì nếu chúng ta nhìn cái mức 24.000 đô này cho BTC là cái mức giá max pain đó thì cái mức giá này so với giá hiện tại thì phải giảm rất là nhiều các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu như mà chúng ta muốn trở về 24.000 đô đó thì ngay thời điểm này giá của BTC trong vòng 5 giờ đồng hồ đó là phải đi xuống tới cái mức để thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn là 24.000 đô thì phải xuống khoảng chừng là 10 45% các bạn trong thời gian 5 giờ đồng hồ Thì điều đó có thể không thì đương nhiên là không gì là không thể hết các bạn Nhưng mà khả năng đó là chúng ta được là bên COS Nghĩa là quyền được mua sẽ được vui cuối tuần này Tại vì chúng ta có rất là nhiều những cái lệnh COS COS nghĩa là quyền được mua Có nghĩa là người ta đã mua hợp đồng Để có thể mua được ở cái mức giá thấp hơn cái mức hiện tại Tại vì lúc mà mua hợp đồng đó Thì giá BDC đâu có cao như là bây giờ Cho nên khi mà đã đến cái ngày hết hạn rồi đó thì uh, những người mà đang giữ lệnh kho họ có thể đổi lệnh đó ra thành lệnh mua và có thể mua được cái mức giá thấp thì uh, đương nhiên bên lệnh kho sẽ rất là vui nếu chúng ta tiếp tục thấy được là giá giữ mức này trong vòng 5 giờ nữa một thông tin cũng rất là thú vị các bạn à, chúng ta đã biết là Cassandra BC Live rồi đó chính là Michael Berry những màn nào mà xem bộ phim The Big Short thì cũng đã biết Michael Berry là một trong những người ở trong bộ phim đó và Michael Berry cũng đã đoán đúng cuối cùng uh, thì giá cổ phiếu cũng đã xuống trong cái uh, dự sụp đổ của tín dụng năm 2008 nhưng mà Michael Berry thì uh, cũng đã hơi bị sớm các bạn hãy biết là Michael Berry đã short uh, và đã mua những cái uh, hợp đồng bảo hiểm tín dụng uh, cách đó vài năm lần cho nên cũng bị chiêu lỗ một thời gian trước khi À, mà có lợi nhuận thì sau đó Michael Berry trở thành rất là nổi tiếng các bạn và Michael Berry đó cũng là một người mà cũng gây ra những sự tranh cãi ở trên Twitter tại vì thường nó đưa ra những nhận xét giống như là buy sell ở những thời điểm khác nhau à, và phần lớn là sell và cách đây không có lâu đó để thường cho các bạn xem cái tweet mà bây giờ đã bị xóa rồi tại vì Michael Berry một thời gian là xóa hết cái tweet các bạn nhiều khi xóa luôn cả Twitter rồi mới à, trở lại thời gian sau đó thì Michael Berry đó đã thuyết cái chữ sell nghĩa là bán vào à, cuối tháng 1 của năm nay à, lúc mà chúng ta thấy được giá có cái sò phục nhưng mà sau đó như các bạn đã biết là giá lại tiếp tục hồi phục nữa à, và Michael Berry đó, thường nhớ lúc đó đã xóa cái tweet của mình và gần đây đã trở lại nhưng mà tất cả cái tweet được cũ đã xóa hết rồi và hôm nay đó thì Michael Berry đã thuyết ra à, một cái dòng chữ là I was wrong to say sell có nghĩa là tôi đã sai khi mà nói sell điều này cũng rất là bất ngờ các bạn tại vì à, thường thì Michael Berry cũng chẳng quan tâm đâu và trên trang bạn cũng không cần phải nói là những gì mà mình đã nói hồi tháng 1 nếu như mà cái tweet đã bị xóa rồi thì Michael Berry cũng không đề cập đến nhưng mà đợt này thì lại nói là I was wrong to say sale thì rất là nhiều người ở trên Twitter nghĩ đây là một trong những cái lần hiếm hoi Michael Berry nhận là mình đã sai thì cũng đúng các bạn khi các bạn đọc như vậy nhưng mà thật ra đó Michael Berry lại dính kèm theo một cái thuyết sau đó nữa. Đây là một cái thuyết chia sẻ thống kê đến từ Bloomberg và cái uh, tài liệu các bạn đang nhìn trên màn hình đó, Đây là cái tài liệu cho thấy được cái số lượng người mà họ đo lường khi mà giá cổ phiếu đi xuống đó, mà những người đó vào để mà bắt đáy thì cái số người đó là bao nhiêu? thường không có hiểu rõ là cái cách hội đôi như thế nào nhưng mà trên căn bản đó khi mà chúng ta à, thấy cái thanh này tăng cao đó, đó chính là những cái lúc mà giá cổ phiếu xấu nhưng mà chúng ta vẫn thấy là có nhiều người mua à, và đương nhiên gần đây chúng ta được là những cái thanh này đó rất là cao như các bạn thấy trên màn hình thì uh, Michael Berry đã chia sẻ um, là going back to 1920s there has been no BTFD generation like you congratulations. Uh, dịch theo cái thể của thuận đó là từ năm 1920 đến bây giờ không có thế hệ nào chưa tục một chút bắt đáy bất chấp không sợ gì hết như thế hệ này chúc mừng thì Thuận xem cái câu nói này đó một phần thì có thể là đúng Michael Berry đã nói là mình đã sai thì đương nhiên là các bạn thấy là sau đó thì giá cổ phiếu tiếp tục hồi phục à, như một phần khác nữa đó thì Michael Berry cũng nói là mình không có sai à, có nghĩa là Michael Berry nói là chỉ là bây giờ chúng ta đã đi vào một thời đại mới rồi chưa bây giờ có một cái thế hệ nào mà mua bất chấp như là cái thế hệ này cho nên có thể là Michael Berry đoán đúng nhưng mà chỉ là cái tâm lý thị trường đã khác rồi mọi người bây giờ đã là một thế hệ khác cho nên cứ tiếp tục mua tiếp tục mua dẫn đến giá cổ phiếu tiếp tục hồi phục và có thể là Michael Berry nói đúng các bạn mỗi một cái thế hệ đó thì chúng ta đều cảm thấy mình là thế hệ đặc biệt có thể là thế hệ của ba mẹ mình trước đây đã cũng nghĩ là họ rất đặc biệt và trước đó cũng nghĩ như vậy à, thì đương nhiên thường có một cái điều thiên vị khi mà thường nói là thế hệ của mình đặc biệt nhưng mà đối với thường thì như thường chia sẻ đầu video chúng ta thật sự thấy được cái hứng thú quan tâm đến đầu tư đã tăng lên rất là nhiều nhất là trong thời gian là hai ba năm qua từ khi dự định tới bây giờ đã rất nhiều người quan tâm đến đầu tư, quan tâm đến tiền tệ, hệ thống ngân hàng như thế nào à, và chúng ta có thể thấy được là điều đó cũng ít nhiều gì phản ánh được là mọi người đều nhận ra được là chúng ta không có nên uh, lưu trữ quá nhiều uh, tiền mặt, có thể là đầu tư là cách duy nhất để cho mọi người có thể thoát ra được và bảo quản được tài sản của họ khi mà chúng ta đang sống trong cái thời kỳ mà có lạm phát cao như vậy và đương nhiên đầu tư cái gì cũng rủi ro hết các bạn đầu tư cổ phiếu thì có lên có xuống có lời có lỗ nhưng mà lưu trữ uh, nhiều đồng đô la lưu trữ nhiều tiền pháp định uh, thì chỉ mất giá theo thời gian mà thôi uh, và các bạn có biết là rất là nhiều người uh, đầu tư bây giờ đó là những người trẻ tuổi thì uh, một phần mà họ cũng rất hứng thú đó, đương nhiên đó chính là crypto rồi nhưng mà có một người không như vậy các bạn Đó chính là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren Thì thượng nghị sĩ Elizabeth Warren á, là sẽ ra tái ứng cử chiếc chế của thượng viện của nghị sĩ này Và sẽ là ra ứng cử vào năm 2024 chiếc chế của mình Và một trong những chiến dịch ra tái ứng cử đó Đó chính là cái chiến dịch chống crypto các bạn Anti crypto Và bà ta muốn gây dựng một cái đội ngũ cũng có suy nghĩ như bà ta Có nghĩa là những đội ngũ trong đó có những người cực kỳ ghét crypto và ta nghĩ là đây là một trong những chiến lược có thể à, có thêm phiếu cho bà ta nhưng mà thật ra đây cũng là một phần trong chiến lược tái ứng cử thôi bà ta có nhiều những cái à, chiến lược khác nữa nhưng mà điều mà thuận không hiểu là không biết là thượng nghị sĩ alice warren thật sự đang nghĩ gì thượng nghị sĩ warren có thật sự là muốn chống đối crypto để bảo vệ người hoa kỳ hay là không và bảo vệ như thế nào các bạn chúng ta à, đã biết được là cách mà hoạt động của SEC như thế nào rồi Tới cuối cùng đó thì SEC đang ở đâu khi chúng ta có những cái sự kiện như là FTX sụp đổ Chúng ta có sự kiện liên quan tới Voyager, Celsius Tất cả những công ty crypto đó, đó lần lượt sụp đổ Và trước khi mà có những cái sự kiện đó thì SEC Gary Gensler đang ở đâu Và nghị sĩ Alice Warren thì luôn muốn ủng hộ SEC Gary Gensler Bà thường nghĩ đây cũng là một phần Và có thật sự bà ta nghĩ là có cái chiến lược chống crypto Sẽ có thêm phiếu bầu cho bà ta hay không Thì cái đó thường cũng không có hoàn toàn hiểu rõ được Tại sao lại có một chiến lược như thế này Nhưng một điều mình thường có thể chia sẻ với các bạn là Thường sĩ Alice Warren là một trong những người mà đã từ rất rất lâu rồi Thường theo dõi và thường sĩ Alice Warren là một trong những người mà trước đây liên tục chống lại ngành ngân hàng các bạn nói là ngành ngân hàng là một cái ngành mà có nhiều sự lừa đảo rồi ngành ngân hàng thành mà trục lợi từ người dân vân vân nhưng mà khi mà chúng ta có một thứ mà có thể đứng lên chống lại ngân hàng như là crypto thì thường nghị sĩ Edith Warren lại không muốn ủng hộ nhưng mà các bạn có biết là trong thời gian mà thường nghị sĩ Edith Warren chống lại ngân hàng trong vòng bao nhiêu năm qua đó thì càng ngày chúng ta lại càng có ít ngân hàng tại vì sao các bạn tại vì Càng ngày đó thì ngành ngân hàng càng lớn mạnh à, Và những ngân hàng nhỏ đó Giống như chúng ta vừa thấy gần đây Giống như là SVB, rồi chúng ta nói Signature Chúng ta nói tới Silvergate Những ngân hàng đó bị sụp đổ Thì lại được thu mua bởi những ngân hàng lớn Tới cuối cùng đó thì nhìn lại Cái quãng đường mấy chục năm qua Chúng ta sẽ nhìn thấy được là ngành ngân hàng Từ khi mà thượng nghệ sĩ Warren chống đối tới bây giờ đó Thì họ ngày càng mạnh lên Những ngân hàng lớn đó ngày lại càng trở thành chưa big to fail Có nghĩa là quá lớn à, để có thể sụp đổ thì có thật sự là chiến lược của thượng nghị sĩ Warren hiệu quả hay là không để thường chia sẻ thêm một cái thông tin nữa với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này à, chúng ta thấy được là hôm nay đó lại có cái thông tin liên quan đến chính phủ của nước anh và chính phủ nước anh muốn tiếp tục đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý những cái quy định để mà chống lại rửa tiền chống lại sử dụng crypto trong những cái việc phạm pháp điều thú vị đó là ở trong cái bài này đó ngay cả cơ quan chống tội phạm quốc gia của anh ấy, thì cũng đã nói là nếu chúng ta ước tính tất cả những giao dịch ở nước anh ấy, thì nếu chúng ta chỉ tính riêng là những cái tài sản crypto dùng trong những cái việc phạm pháp đó thì năm 2021 khoảng chừng là 1.24 tỷ bản Anh. Nhưng mà các bạn có biết là con số này nghe như nhiều, nhiều nhưng mà không phải đâu các bạn. Nếu chúng ta nhìn lại tổng cái số giao dịch thì cái phần này chỉ chiếm có 1% mà thôi. Thì nếu như chúng ta được là crypto đã chỉ có một phần trăm là sử dụng trong những việc phạm pháp như là nước Anh nói tới à, liên quan tới những giao dịch dính liền với lại Vương quốc Anh. Tại sao chúng ta lại thấy được là sự quan tâm nó quá lớn như vậy? Tại sao chúng ta thấy được là thường nghị sĩ Wall lại quá quan tâm đến tội vậy trong khi chúng ta có biết bao nhiêu à, là chuyện vẫn chưa được xử lý? Nếu thật sự là muốn bảo vệ người dân, nếu thật sự muốn làm sạch ngành tài chính á, thì còn biết là bao nhiêu điều phải làm. Chúng ta có thể nhìn thấy được là gần đây đó có cái thông tin là chính quyền Pháp đã đột kích năm ngân hàng lớn trong cuộc điều tra gian lận trị giá 100 tỷ euro. Các ngân hàng mà đang bị điều tra đó là Societe Generale, BNP Paribas, Exxon, Natixis HSBC các bạn. Và các bạn có biết là từ năm 2000 đến giờ đó, HSBC đã bị phạt tổng cộng là 63 lần và đóng phạt là 6.5 tỷ đô la vì các tội như là thao túng chứng khoán, vi phạm quy định ngân hàng, thiếu sót phòng chống rửa tiền, lạm dụng thế chấp để trục lợi, gian lận tài chính. Và thì các bạn thấy được là số lượng tiền mà HSBC chỉ đóng phạt thôi đã hơn cái con số mà được nói đến bởi Vương quốc Anh. Về cái số lượng tiền được uh, sử dụng Trong những việc phạm pháp liên quan đến crypto rồi Thì uh, các bạn cứ nghĩ đi Kẻ thù không phải là crypto rồi các bạn Nếu như mà họ đang tìm kiếm Một ai đó cần phải được xử lý Để làm sao thị trường tài chính Thì crypto không phải là điều họ cần quan tâm Trên căn bản bây giờ crypto vẫn là một phần rất nhỏ Trong thị trường tài chính mà thôi Nhưng mà các bạn nên biết là HSBC đó Cho dù đóng phạt nhiều như vậy Nhưng mà họ vẫn ngăn chặn khách hàng mua crypto Vì họ nghĩ là crypto có quá nhiều gian lận và rửa tiền và những người nào có thú đó thì các bạn có thể lên trên trang web Valuation Tracker thì các bạn có thể xem những cái thông tin xem coi là những ngân hàng đã đóng phạt bao nhiêu. Đây là một trang web mà họ liên tục cập nhật những cái ngân hàng và đương nhiên đây là tất cả những đợt mà HSBC đã đóng phạt và nếu chúng ta muốn nhìn ngân hàng nào mà đóng phạt nhiều nhất đó, thì các bạn có biết là ngân hàng nào hay không? Chúng ta tính từ năm 2000 tới bây giờ đó thì ngân hàng Bank of America đã đóng phạt con số kinh khủng luôn. Chúng ta đã thấy được con số này là 80 3 tỷ đô la và đã bị phạt tổng cộng là 271 lần. JP Morgan, ngân hàng của JP Diamond Chase, người mà đã từng gọi Bitcoin là lừa đảo, thì chúng ta đã thấy được là đã đóng phạt 223 lần, tổng cộng là 36 tỷ đô la. BP, 35 tỷ. Volkswagen, 26 tỷ. Wells Fargo, 25 tỷ. Citigroup, 25 tỷ. PG&E, 19 tỷ. Deutsche Bank, 18 tỷ. UBS, 17 tỷ. Goldman Sachs, 16 tỷ các bạn đã thấy rồi trong danh sách này đó đương nhiên có một số không phải là ngân hàng như là PG&E và Volkswagen phần còn lại thì phải nhưng mà chúng ta thấy được là nếu như mà muốn bao nhiêu người dân đó, thì những ngân hàng này là điều mà chúng ta cần nên quan tâm nhiều hơn chứ không phải là crypto nhưng mà không phải đâu các bạn mọi người đều cứ muốn chú tâm vào crypto mà thôi tại vì sao vậy tại vì ai cũng biết thị trường này đó, bây giờ tuy là nhỏ nhưng mà trên đà phát triển và không thể ngăn cản được. Nó cũng giống như là khi mà những cái quốc gia hiểu về Internet lần đầu tiên thì các bạn được là mới đầu thì ai cũng muốn ngăn chặn, ai cũng muốn có những hạn chế. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Tại vì đó là một cái gì đó xuất hiện và nó sẽ không biến mất. Và tất cả những điều đó đó trên căn bản cũng chỉ tiếp tục làm cho chúng ta có thêm lòng tin là crypto sẽ trở thành một phần ngày càng lớn mạnh hơn trong thị trường tài chính và những cái đó hầu như cũng là những cái mà làm cho chúng ta có sự quan tâm mà thôi như thường vừa chia sẻ ở đầu video chúng ta được là chúng ta có những cái thông tin như là Voyager Stuttgart đây là cái công ty mà hoạt động ở nước Đức đó, và họ cũng đã vừa nhận được thêm một cái bằng hoạt động để họ có thể cung cấp cái việc lưu trữ tài sản kỹ thuật số cho những khách hàng của họ và cho đến bây giờ đó thì họ có thể trading họ có thể lưu trữ tài sản crypto và chúng ta cũng thấy được là thông tin ngày hôm nay đó thì có một hãng hàng không ở Argentina đây là một cái hàng không gọi là thuộc cái dạng giá hữu nghị mà thôi nhưng mà đây là hàng không có tên là Flybondi thì hãng hàng không này đó à, họ đã tích hợp NFT à, để cho họ có thể bán vé được thì chúng ta có thể được đây là một cái chiến lược gọi là ticket 3.0 và họ bán vé của họ đó là sử dụng NFT, có nghĩa là các bạn đi mua vé à, để mà sử dụng hàng không này đó thì họ sẽ cấp cho các bạn một cái NFT và đó là cái vé của các bạn. Và cái NFT này đó cho những bạn nào mà quan tâm đó, là đang được cấp ở trên mạng lưới của Algorand và điều thú vị hơn đó là đây là một cái NFT mà thôi nghĩa là một cái token thì các bạn có thể sử dụng token đó hay là các bạn có thể mua để mà lưu trữ để mà sử dụng sau này không giống như là những cái vé hiện bây giờ các bạn bây giờ lên mua vé đó thì các bạn phải đương nhiên là đặt chỗ rồi các bạn phải nói là đi từ đâu đến đâu và ngày nào nhưng mà bây giờ các bạn có thể mua một NFT thì theo ông hiểu nó cũng giống như là cái điểm gì đó thì các bạn thì sử dụng NFT này điều thú vị hơn nữa đó là các bạn có thể mua trước luôn à, giống như là các bạn có thể mua NFT này mà các bạn không biết là khi nào mới đi máy bay nhưng mà khi nào cần thì các bạn sẽ có sẵn ở đó và các bạn có thể chuyển nhượng NFT này lại cho người khác giống như là các bạn đã có NFT à, người khác bây giờ đã không có còn mua được NFT ticket nữa Tôi không biết là họ sẽ phát hành NFT này dựa theo là bao nhiêu ghế ngồi À, như thế nào thường không có rõ nhưng mà các bạn có thể là chuyển nhượng lại có thể bán lại cái NFT này cho người khác thì khi các bạn bán đó thì cái hãng hàng không này họ sẽ lấy hai phần trăm cái phí để mà giao dịch NFT với nhau và điều này cũng rất là thú vị các bạn các bạn có nghĩ đi ở Hoa Kỳ chúng ta có một số những cái ngày lễ lớn ở Việt Nam cũng như vậy những ngày lễ đó đó thì ai cũng muốn mua vé máy bay họ về thăm gia đình à, mà những ngày lễ đó nếu như mà có ai đó mua trước hết tất cả NFT rồi lại bán ở trên cái thị trường NFT market thì sẽ như thế nào các bạn nhưng mà điều mình thường muốn chỉ ra đây đó là thế giới đang thay đổi rất là nhiều à, và chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều về AI rồi chúng ta bây giờ vẫn còn có những người thực sự là không có chấp nhận sự thật đó có thể là lúc nào cũng vậy các bạn cũng rất là bình thường mà thôi người ta muốn nắm níu quyền lực hiện có bây giờ nhưng mà người ta lại không nghĩ đến là nếu như các bạn không nắm điếu quyền lực đó các bạn chấp nhận sự đổi mới thì có thể là các bạn lại tìm thấy quyền lực mới nó còn tốt hơn là quyền lực hiện bây giờ nhưng mà chúng ta đang ở cái tình trạng là chúng ta đang có rất là nhiều những cái nhà lập pháp ủng hộ crypto nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có một số nhà lập pháp là không ủng hộ crypto hầu như là cái số lượng người mà không quan tâm đến crypto đó không còn bao nhiêu nữa trước đây chúng ta thấy được là có một vài người ghét crypto ở quốc hội có một vài người thích crypto bây giờ hầu như là ai cũng phải lựa chọn là mình ủng hộ hay là không ủng hộ và cuộc chiến đó đang diễn ra hiện bây giờ nhưng mà tới cuối cùng ra thì các bạn đã biết quan điểm của thuận như thế nào rồi tới cuối cùng chúng ta cũng thấy được là thế giới này là thế giới của những người trẻ tuổi những người lớn tuổi bây giờ thì đấu ngày nào đó họ cũng phải về hư mà thôi họ cũng phải ra đi và những người trẻ tuổi bây giờ sẽ trở thành những người nắm quyền sau này, những người nắm tài sản sau này và cái xu hướng, cái sở thích của họ và cái lòng tin của họ ra sao thì các bạn có thể nghĩ là thì crypto sau này sẽ phát triển như thế nào. Ngoài chứ các bạn nghĩ là thế giới trẻ ghét crypto và không ai muốn đụng đến crypto hết, tôi không nghĩ gì đâu. Thôi nghĩ là chúng ta càng ngày sẽ càng có nhiều người chấp nhận thị trường này hơn Và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là Thôi phải cẩn thận một chút Tại vì nó cũng hơi nhạy cảm Nhưng mà Thôi không có nói riêng về tuổi tác các bạn Thôi chỉ nói chung chung mà thôi Và Thôi chỉ nói về cái sự chấp nhận đổi mới mà thôi Các bạn thấy được là Thượng nghị sĩ Elizabeth đã 73 tuổi rồi Thường không nói là cái tuổi nó nói là được gì Thường chỉ nói chung chung mà thôi à, Chúng ta có thể nhìn thấy được là ở thượng viện và hạ viện của Hoa Kỳ đó Thì nếu chúng ta nhìn thống kê năm 2021 đó Là ở hạ viện trung bình tuổi là 58.4 tuổi à, Thì đây là cái tuổi trung bình mà thôi các bạn Có người lớn tuổi hơn, người ít tuổi hơn Và chúng ta nói tới thượng nghị sĩ đó Thì trung bình là 64.3 tuổi các bạn à, Thì có thể là chúng ta có rất là nhiều những cái người đang giữ nhiều chức vụ ở trong quốc hội ở hoa kỳ có thể là họ đã giữ chức vụ quá lâu và những gì họ biết về thế giới đó đã không còn là hoàn toàn đúng nữa thế giới đã thay đổi rất là nhanh rồi các bạn có thể nhìn thấy được một cái ví dụ để thường chia sẻ với các bạn đây là một cái ví dụ liên quan đến uh, tuần vừa rồi khi mà CEO của TikTok đã đến quốc hội của hoa kỳ và đây là hạ viện các bạn chúng ta được là trên màn hình đó, có một người từ North Carolina đang hỏi về TikTok mà câu hỏi này đó là hỏi về là TikTok có thể tiếp cận được với lại Wi Fi hay là không đây là một câu hỏi mà cũng gây ra nhiều cái sự chỉ trích là tại sao mà những người lập pháp họ đang đối đầu với một cái sự kiện lớn như vậy mà đây là một câu mà ai cũng biết hết đương nhiên là Tiktok nếu như mà không có 5G thì phải có mạng internet và tiếp cận thêm wifi mới sử dụng được rồi à, Để thường play cái clip này Có thể thường nói các bạn không tin Nhưng mà đó là sự thật các bạn Mr. Chu, does tiktok access the home wifi network? <laughs> như <laughs> sao luôn So if I have tiktok app on my phone and my phone is on my home wifi network, does tiktok access that network? It will have to to access the network to get connections to the internet if, if that's the question. <laughs> các bạn thấy được là trả lời đương nhiên là không có internet làm sao hoạt động được thì đương nhiên là phải cần uh, có wifi nếu như không có internet nào khác. Cái mà tôi muốn chỉ ra ở đây đó là đương nhiên không nói là những người mà có tuổi hơn họ không có thích crypto các bạn. Thôi chỉ có thể nói được đó là chúng ta nhìn vào những cái thống kê À, thì à, cái số lượng người lớn tuổi hơn crypto đương nhiên cũng có rồi có thể là rất nhiều bạn theo dõi kênh này rất là yêu thích crypto thuận đương nhiên không nói về các bạn thôi chỉ nói chung chung mà thôi thì đương nhiên là cũng có người thích nhưng mà cái phần trăm đó so với những đối tuổi khác đó thì không có cao và đây cũng có thể là một trong những cái à, lý do dẫn đến những cái chiến lược như là chúng ta thấy đến từ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren à, nhưng mà một điều khác nữa đó là đúng là có thể là những um, người đang lãnh đạo thì bây giờ họ không có biết nhiều về công nghệ nhưng mà họ có thể mướn người họ có nhân viên ở những cái lứa tuổi khác nhau và những người đó có thể tư vấn cho họ được thì tại sao lại có những cái câu hỏi như là chúng ta vừa nghe như vậy và đương nhiên cũng như là tất cả thế hệ mà một ngày nào đó thì chúng ta thấy được là những nghị sĩ này những dân biểu này cũng sẽ được thay thế bởi những cái lứa tuổi khác thay thế vào vị trí của họ thì có thể là chúng ta sẽ thấy cái sự tiến triển của crypto nó sẽ tốt hơn theo thời gian